không có đợi chốt mình nó xây. Không đem vô dọn luôn là ông gắn nguyên cái máy này ông đi luôn á, ông chở nguyên cái máy này cầm nguyên cái bụi chạy vô chổng luôn á. Rồi rồi, dễ không hay là phải tháo ra? Để tháo ra mất công như chổng cắp lại nữa thôi. Này chặt cỏ nè.